Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài 17 trong vở bài tập toán 4 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Đó là bài biểu đồ cột. Phần thứ nhất yêu cầu các em viết vào chỗ chấm. Các em quan sát biểu đồ cột ở dưới đây. Dưới đây là biểu đồ cho biết số cây đã trồng của khối lớp 4. Biểu đồ này là dạng cột có hàng ngang thể hiện các lớp 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. Và hàng dọc này, đây, theo cột dòng này là số cây, thể hiện số cây. Hàng ngang bên dưới ghi tên gì đây các em? À, hàng ngang bên dưới ghi tên các lớp. Đấy, các số ghi ở cột bên trái của biểu đồ là chỉ số cây. Đấy, hàng ngang này, ghi tên lớp này. Người ta có mở ngoặc cho các em ở đây đấy. Và các số ghi bên trái thì biểu chỉ số cây. Tiếp theo chúng ta sẽ đọc và mô tả các số liệu ở biểu đồ. Biểu đồ cho biết số cây đã trồng của các lớp khối 4 bao gồm các lớp nào ở đây? 4A này, 4B, 4C, 4D và 4E đúng không? Rồi. Sang câu tiếp theo. Mỗi cột tô màu biểu thị số cây của mỗi lớp. Ta có lớp 4A trồng 18 cây. Đây, lớp 4A trồng 18 cây. Rồi, lớp 4B trồng 15 cây. Tiếp theo là lớp 4C trồng 12 cây. Tiếp theo nữa, chúng ta có lớp 4D trồng được 20 cây. Lớp 4D. Trồng được 20 cây. Cuối cùng, chúng ta có lớp 4E trồng được 17 cây. Dựa vào độ cao thấp của các cột màu, ta dễ dàng so sánh số cây đã trồng của các lớp. Lớp đã trồng nhiều cây nhất thì nó sẽ ứng với cái cột này, nó sẽ cao nhất. Đúng không? Thì sẽ trồng nhiều cây nhất, chính là lớp 4D. Như vậy, lớp đã trồng nhiều cây nhất là 4D. Lớp trồng ít cây nhất thì cái cột thấp nhất ứng với lớp 4C. Lớp 4A trồng được nhiều hơn các lớp nào? Các em nhìn vào đây. Lớp 4A này. Thì cái cột này cao hơn so với lớp 4B, 4C và 4E. Như vậy, lớp 4A trồng được nhiều cây hơn so với các lớp là 4B, 4C và 4E. Lớp 4B trồng được ít cây hơn các lớp. Ít cây hơn thì lớp 4B trồng được ít hơn các lớp, đó là trồng ít hơn lớp 4A này. Trồng ít hơn so với lớp 4D này. Và trồng ít hơn so với lớp 4E. Đấy.
Cô chuyển sang các bài tập của phần luyện tập. Những bài nào chưa xong, các em hãy dừng lại tiếp tục làm xong. Ta có phần bài tập số 1. Quan sát biểu đồ sau, đây là thời gian ăn trưa của nhóm em. Biểu đồ này thể hiện thời gian ăn trưa. Biểu diễn gì đây? Biểu đồ cột biểu diễn gì đây? Thời gian ăn bữa trưa của nhóm em. Như vậy, tên biểu đồ người ta có viết bằng mực xanh ở phía trên đây các em. Thời gian ăn trưa biểu diễn này, thời gian ăn bữa trưa của nhóm em. Thời gian ăn bữa trưa của nhóm em. Tên các bạn trong nhóm em. Tên các bạn trong nhóm em thì có Hà, Cúc, Tú, Lê. Hà, Cúc, Tú, Lê. Rồi, các cột tô màu cho biết cái gì đấy? Đây, cột tô màu đây các em. Cột tô màu thì cho biết là gì? Thời gian ăn trưa, thời gian ăn bữa trưa của nhóm em. Đây là thời gian này, thời gian ăn trưa của các bạn trong nhóm đấy, đúng không? Như vậy, các cột tô màu cho biết thời gian ăn bữa trưa. Thời gian ăn bữa trưa của nhóm em. Cụ thể là bạn Hà này là ăn trưa là 25 phút. Bạn Cúc giống lên đây, các em thấy số 36. Bạn Cúc ăn trưa hết 36 phút. Bạn Tú ăn trưa 20 phút. Và bạn Lê ăn trưa 40 phút. Chuyển sang câu tiếp theo, câu D. Ta có câu D như sau. Bạn nào ăn nhanh nhất ở đây? Các bạn, bạn ăn nhanh nhất tức là ăn hết ít thời gian nhất. Hoặc là cái cột này thấp nhất thì sẽ là ăn nhanh nhất. Như vậy chúng ta có bạn Tú ăn nhanh nhất. Bạn Tú ăn nhanh nhất. Bạn nào ăn chậm nhất ở đây? Ăn càng chậm thì thời gian càng nhiều. Như vậy chúng ta có bạn Lê sẽ là ăn chậm nhất. Bạn Lê ăn lâu hơn bạn Tú bao nhiêu phút? Bạn Lê ăn hết 40 phút này. Bạn Tú chỉ ăn có 20 phút thôi. Như vậy bạn Lê ăn lâu hơn bạn Phúc là bạn Tú là 20 phút. Các em lấy 40 trừ đi 20 bằng 20 phút. Bạn Hà ăn nhanh hơn bạn Cúc. Đây, Hà ăn nhanh hơn Cúc mấy phút? Bạn Hà ăn hết 25 phút. Cúc ăn hết 36 phút. Như vậy muốn biết Hà ăn nhanh hơn bao lâu thì các em lấy 36 trừ đi 25. Như vậy là bạn Hà ăn nhanh hơn bạn Cúc 11 phút. Có mấy bạn ăn bữa trưa nhanh hơn 30 phút? Nhanh hơn 30 phút thì chúng ta có bạn Tú và bạn Hà. Như vậy là có 2 bạn. Đúng không? Có 2 bạn ăn bữa trưa nhanh hơn 30 phút. Và có bạn nào ăn bữa trưa lâu hơn 1 giờ không? Không có bạn nào cả. Có 0 bạn. Có 0 bạn ăn bữa trưa lâu hơn 1 giờ. Tức là không có bạn nào. Không có bạn nào mà ăn bữa trưa quá 1 giờ.
Tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang câu số 2. Ở câu số 2 như sau, trong bảng thống kê số học sinh theo các khối lớp của một trường tiểu học, chúng ta có các khối lớp này, từ khối lớp 1 cho đến khối lớp 5. Phía dưới này, dòng phía dưới này là các học sinh, số học sinh tương ứng của từng khối lớp. Biểu đồ hình cột dưới đây thể hiện số liệu trên. Cái số liệu này thì người ta biểu diễn dưới dạng biểu đồ như này. Các em có thể xem kỹ hơn ở trang 54 của sách bài tập. Câu A. Biểu đồ cột ở cái hình trên này thì biểu diễn cái gì? Đây, biểu diễn nó thể hiện cái gì ở đây các em? À, cái biểu đồ này nó thể hiện số học sinh các khối lớp. Như vậy, các em sẽ điền cho cô câu A thì chúng ta sẽ điền là nó biểu diễn là số học sinh các khối lớp. Tên của biểu đồ đấy. Biểu diễn số học sinh. Các khối lớp. Câu B, điền vào chỗ chấm để hoàn thiện biểu đồ. Kem điền từ nhiều hơn ít hơn bằng hay là nhiều nhất ít nhất. Đấy, vào cái phần chấm chấm này. Khối học sinh lớp 3. Khối học sinh lớp 3 thì các em nhìn vào biểu đồ thì chúng ta thấy khối học sinh lớp 3 thì có số học sinh là nhiều nhất, đúng không nào? Cái cột học sinh của lớp 3 đây nó đang cao nhất đây. Đây, khối lớp 3 có học sinh là biểu diễn cao nhất như này thì số học sinh sẽ là nhiều nhất. Vậy các em sẽ điền khối lớp 3 có học sinh nhiều nhất. Khối lớp 1 và khối lớp 5 có số học sinh như thế nào với nhau? Khối 1 và khối 5. Các em quan sát ở biểu đồ thì chúng ta thấy khối lớp 1 và khối lớp 5 có số học sinh bằng nhau. Khối 1 và khối 5. Đây, các em lại mở sang phía bên trang bên đúng không? Khối 1 và khối 5 này. Đây. Cái cột nó ngang bằng nhau như thế này, tức là khối 1 và khối 5 có số học sinh bằng nhau. Rồi. Khối lớp 2 so với khối lớp 1 thì chúng ta thấy là khối lớp 2 có số học sinh nhiều hơn khối lớp 1. Vậy ở đây các em sẽ điền nhiều hơn. Khối lớp 1 có số học sinh, khối lớp 1 so với khối lớp 3 đúng không? Thì khối lớp 1 có số học sinh ít hơn. Khối lớp 3. Khối lớp 1 so với khối học sinh của khối lớp 5 nào. Khối lớp 1 có số học sinh bằng khối lớp 5. Bằng khối lớp 5. Phía bên trên chúng ta có nhiều hơn, ít hơn, bằng, nhiều nhất, ít nhất. Như vậy không có cụm từ bằng nhau đâu các em. Không có cụm từ bằng nhau. Cô xin lỗi các em, ở đây chúng ta sẽ sửa lại một chút nhé. Khối lớp 1 và khối lớp 5 thì có số học sinh là ít nhất. Trong cái cụm từ này không có cái cụm từ bằng nhau, chỉ có cụm từ là bằng thôi. Khối lớp 1 có số học sinh bằng khối lớp 5 thôi. Còn đây là các em sẽ điền cho cô cụm từ ít nhất này. Đây. Khối lớp 1 và khối lớp 5 thì có số học sinh là ít nhất.
khối lớp theo thứ tự số học sinh từ ít đến nhiều. Từ ít đến nhiều thì chúng ta có khối 1 và khối 5 là số học sinh ít nhất. Các em sẽ xếp trước khối 1. Hoặc là khối 5. Tiếp theo là chúng ta có khối 2. Tiếp theo nữa là chúng ta có khối học sinh khối 4. Và nhiều nhất là khối lớp 3. Như vậy, thứ tự khối học sinh từ ít đến nhiều, chúng ta có khối 1 và khối 5 là ít nhất, các em viết trước. Tiếp theo, chúng ta có khối 2. Rồi đến khối 4. Tiếp theo nữa, đến khối 3 có số học sinh nhiều nhất. Trên đây, cô và các em chúng ta đã vừa hoàn thành xong được tiết 1 của bài số 17 ở trong quyển vừa bài tập toán 4 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Để tiếp tục đón xem rất nhiều các video miễn phí ở trên kênh thì các em hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh và các em học sinh ở các bài học tiếp theo.